Đây các bạn, đây là toàn bộ nó có điện nhá, cầu rao này. Điện điện 3 pha đấy. Chú có cháu cái gì đấy, đúng rồi đấy. Cái gì là được rồi. Lấy cái bìa che cho cháu cái chỗ này đi. Này, điện 3 pha, toàn bộ nó có điện nhá. Chồng các bạn làm ăn thế này có chết không? Mà rất chật nhá, không đứng thẳng được, rất nom khom. Đấy, chỉ có ngồi làm đấy chứ không đứng được đây này, nó chạm đầu đây này. Thật sự là rất chật đây này, biết ti. Có cỡ 2 V. Và đây, hãy mỗi cái đường điện này. Có bỏ công làm không?